Và ngay bây giờ xin kính mời đến bố mẹ thân sinh ra chú rể sẽ có món quà kỷ niệm ngày cưới đến cho con của mình, cũng là cây kim sợi chỉ sẽ dành tặng đến cho con của mình trong ngày vui hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, và quý vị đang được nhìn thấy người mẹ chồng của cô dâu đã dành tặng đến món quà tuyệt vời cho người con dâu của mình trong ngày vui hôm nay. Xin thay lời cho cô dâu xin chúc đến cho bố mẹ có một sức khỏe dồi dào, an lành, hạnh phúc. Và những người thực hiện chương trình rất là mong muốn rằng cô dâu sẽ dành một cái ôm tuyệt vời đến cho người mẹ của mình được không ạ? Sẽ dành một cái ôm tuyệt vời cho người mẹ của mình được không ạ? Bóng những chồng một tay rất lớn của các quý vị được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều. Mọi người đã có bề thân mến, với món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời đến anh rể cùng với chị gái sẽ hiện diện sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời. Xin được kính mời anh rể cùng với chị gái sẽ hiện diện sân khấu được cùng có món quà kỷ niệm ngày cưới đến cho em của mình trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Mọi người đã có bề thân mến, và món quà này tuy là nhỏ nhưng tấm lòng son của anh chị sẽ dành tặng đến cho em trong ngày vui hôm nay. Cũng xin thay lời đến cho anh chị xin chúc đến cho em được cả trăm năm hạnh phúc. Và cũng xin thay lời cho cô dâu và chú rể xin chúc đến cho anh chị có một cuộc sống là tuyệt vời, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và sau món quà của anh chị xin được trân trọng và thân ái kính mời món quà tiếp theo, đó chính là em gái của chú rể sẽ hiện diện sân khấu. Và kính thưa quý vị thân mến, và hiện diện sân khấu giờ phút này đó chính là em gái của chú rể Minh Hoàng đang dành tặng món quà tuyệt vời đến cho anh chị của mình trong ngày vui hôm nay. Cô xin được thay lời cho em gái của chú rể xin được chúc đến cho anh chị được trăm năm hạnh phúc. Và cô xin thay lời cho chú rể cùng với cô dâu xin chúc cho người em của mình luôn luôn thành công trong cuộc sống và sẽ sớm tiến tới ngày vui như ngày hôm nay như của anh chị của mình ạ. Một tràng vỗ tay thật lớn của tất cả quý vị được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và các quý vị thân mến, liên tục cùng chuyển về với tại trung tâm sân khấu giờ phút này, xin được kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng hướng mắt hồi cửa của mình về phía sân khấu. Tiếp tục chương trình xin được trân trọng kính mời đến chú rể cùng với cô dâu sẽ di chuyển xuống phía những chiếc bánh tình yêu và ban tổ chức đã chuẩn bị đến cho chú rể cùng với cô dâu trong ngày vui hôm nay, để cùng chung tay nhau cắt đến chiếc bánh tình yêu để cùng chia ngọt sẻ bùi trong ngày vui hôm nay. Xin được trân trọng và thân ái kính mời. Vâng, các quý vị thân mến, và những tùng bánh tình yêu mà ban tổ chức đã chuẩn bị đến cho chú rể cùng với cô dâu có 3 tùng bánh và đó cũng là 3 ý nghĩa khác nhau. Xin được trân trọng kính mời đầu tiên, xin được kính mời đến chú rể cùng với cô dâu ạ. Sẽ cắt từ tùng bánh thấp nhất lên tùng bánh cao nhất ạ, xin được kính mời. Các quý vị thân mến, và tùng bánh đầu tiên đã được cắt ra đó là một nền móng vững chắc mà chú rể cùng với cô dâu đã tạo dựng nên. Và tùng bánh thứ hai xin cảm ơn đến sự hiện diện của tất cả quý vị. Và tùng bánh thứ ba và đó cũng là tùng bánh cao nhất mà chú rể cùng với cô dâu đã cắt ra rồi, đó chính là một mái ấm gia đình hạnh phúc. Và xin cảm ơn cho chú rể cùng với cô dâu rất nhiều. Xin kính mời đến chú rể sẽ lấy ra một lượng bánh nho nhỏ vừa miệng xinh xinh của người vợ thân yêu nhất của mình và xin bón cho người vợ thân yêu nhất của mình ạ. Xin được trân trọng kính mời. Với một khoảnh khắc tuyệt vời này, xin trân trọng kính mời đến tất cả các nhiếp ảnh gia chúng ta sẽ cùng lấy ra chiếc điện thoại của mình và sẽ cùng lưu lại tuyệt vời này. Xin được kính mời. Xin mời cô dâu sẽ đón nhận tình yêu tuyệt vời này của người chồng của mình nhé.